Trời ơi, xịn chưa mọi người Mọi người nghĩ đây là cái gì Lần đầu tiên mình làm QC mà không nghĩ dễ như chơi đồ hàng gì luôn á Nay á, mình lục kho đồ chơi mới phát hiện cái hộp này sắm từ hai tuần trước mà quên mất tiêu Đó, thì trong hộp này có tất cả đầy đủ mọi thứ rồi Mình chỉ cần làm theo hướng dẫn thôi Mà công nhận á, chỉ cần làm cái món QC đó mà quá trời phụ kiện ha Quá trời nguyên liệu mới làm được á Mà trong đây mình thấy á, bị cái là cái khuôn nó không có được đẹp lắm Mình mà có nhiều khuôn, có nhiều kiểu khác nhau Làm ra nhiều hình, nhiều màu là chắc đẹp lắm luôn Mà mọi người cũng biết đó là mình là chuyên gia hay gom đơn linh tinh bà toàn canh giờ sa le không đó hay không chứ đừng nghĩ mấy món nhỏ nhỏ như vậy á nhìn tiền ship khoảng hồn luôn á trời vậy mà cái đống này á min đặt đã tay luôn vì được phí ship hết đố mọi người biết bí kíp của min lẻ gì tại à, min biết coi ngày hết đó mấy cái này mình canh nha mình săn nhờ deal phí ship extra lên tới 700 k trên tiktok shop mà đơn không đầu mà được phí ship hết rồi nha cái đúng là hàng tuần không cần đợi dịp sale hay gì hết min á mua bộ này vào thứ hai và còn được giảm giá với các điều xịt 50%. mươi phần trăm vô cho lên tới hai k nên tính ra giá yeah siêu hơi nhưng hai điểm vui khi chế với bộ này luôn á rồi sau khi đổ vào khuôn mình sẽ để qua đêm nè thôi bây giờ trong lúc chờ đợi minh hướng dẫn mọi người cách săn điêu ha cách đầu tiên mọi người chỉ cần bấm vào che mua sắm tích shop là mã ưu đãi tự hiện luôn nè chỉ cần bấm nhận hết tất cả là xong còn cách thứ hai là vào che mua sắm kiếm một phi ship này rồi bấm nhận 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 ê hề vô chưa quá trời luôn đó xong nha chưa hết đâu nghiêng này á mọi người có thể vừa xem live chi mẹ vừa bấm chọn vô chơi ship màu xanh dương ở đây này đó dễ như ăn cơm bữa giờ thì tụi mình cùng xem thành quả ha mình sẽ nhúng vào nước lạnh như vậy á thì nó mới dễ gỡ hơn nhưng mà lúc này nó còn dính lắm cái này á bỏ trực tiếp vào bịch chơi luôn á thì ok còn nếu muốn cầm tay ở ngoài chơi á thì mình phải lăn qua bột đó làm á hơi mất thời gian xíu thôi nhưng cảm giác tự tay mình làm đồ chơi cưng như thế này hơi bị oách xì nách tơ vừa được hướng dẫn ha cách làm đồ chơi vừa được hướng dẫn thêm mã phi ship vậy thứ hai này mọi người tính chốt đơn nào cầm anh cho mình biết nha